có lẽ rằng anh không muốn nói những gì thuộc về em. Không muốn mất đi người yêu thương để rồi rượu chè suốt mãi đêm. Anh không phải là một thằng công tử có tiền tài rủ em đi chơi mỗi ngày, anh cũng chẳng là một thằng đẹp trai đi với em lúc nào phải sánh vai để anh kể cho em nghe. Nào là cuộc sống của anh ngày hôm nay, anh chỉ bèn hàng ngày kiếm tiền để nuôi sống gia đình anh mỗi ngày. Anh không đùa giỡn để nói lên là nhà anh nghèo đâu em ơi, là vì em ép bản thân của anh để anh bây giờ buồn bã thiếu cuộc. Lúc trước em nói để anh đi làm còn em ở nhà em sẽ chịu đựng, dòng tin nhắn anh còn giữ đó nếu em không tin có nó làm chứng. Anh đã cố làm hết tất cả để có em trong vòng tay này, em là người động viên cho anh mỗi khi mệt mỏi là có em đây. Anh cũng không biết nói làm sao, ngày hôm qua em lại như thế, đang đi chơi vui vẻ với anh sao em lại nói câu đi về. Anh chẳng dám nói lên gì cả, rồi anh buồn bã chờ em đi về, rồi nhẹ nhàng em lại thốt lên nói anh đúng là một thằng hề. Có lẽ là nhà anh nghèo, nhưng anh nghèo không phải là cái tội, nhà anh nghèo vẫn kiếm được tiền chứ anh chưa bao giờ anh nói đói. Ba mẹ em cấm anh quen em nhưng em vẫn yêu anh đấy thôi, sao hôm nay em lại lật lòng bỏ mặt anh ở một mình góc tối. Nước mắt anh rơi trên mi dài, dòng tin nhắn anh gửi đêm đó mình chia tay nhau đi anh ơi, anh chẳng dám trả lời em câu đó. Anh chấp nhận là kẻ thua cuộc vì không có tiền chẳng là gì cả, vì nhà nghèo là một số phận chẳng ai muốn mình như vậy đâu mà. Đêm khi vắng vẫn còn mình anh lại lén than với rượu sầu, nước mắt anh chảy không ngừng rơi. Em bây giờ em ở đâu? Em trốn tránh luôn cuộc điện thoại, rồi em trốn tránh luôn cả tin nhắn, em trốn tránh đối diện với anh, rồi em với anh ba mẹ em mắng. Em là người mà anh thương nhất, không biết phải diễn tả như thế nào, chẳng biết viết vài dòng tâm sự của anh đặt chỗ nào để em thế vào. Anh chỉ là một thằng nghèo, đến với em không chút đắn đo, nhưng em lại bỏ anh ở đằng sau để em bước đi vui đùa với họ. Nếu tin nhắn gọi là yêu thương thì em đừng nói với anh ngày đó, đừng nói với anh tình cảm 3 tháng, dù rằng tình cảm nó cũng không nhỏ. Anh không phải chỉ nói riêng em, anh không phải chỉ nói như thế, mà anh muốn nói anh còn yêu em bao lời hứa hai ta hẹn thề. Gió đông sen em lại đi mất, vẫn còn anh ngồi chờ cô gái, sương đêm lạnh rơi trên mi mắt, anh ước gì có ai thế vai để cùng anh đi trên đường dài như em hứa em từng nói mãi. Dù anh biết rằng anh đã sai nhưng anh chẳng muốn ngừng nghĩ đến ai. Đã mấy ngày anh không gặp em, tự nhiên nhớ khuôn mặt ai đó, nhớ tin nhắn anh, nhớ giọng nói anh, nhớ cô bé thiên thần nhỏ, nhớ đôi môi của em hồng đỏ, xinh thật xinh đi cùng anh đây, nhớ em đó cô bé tên gió, ngàn tâm sự anh gửi em này, nhớ đôi tay mềm mại của em, anh nhớ lại anh thích nắm, nhớ cử chỉ em nói bên tôi nụ cười xinh đẹp anh thích lắm, anh nhớ cảm giác không bên em, tự nhiên nước mắt anh rơi ra, rồi kết thúc một câu chuyện buồn chỉ còn mình anh ở chỗ phong ba. Dù chia tay thì ai chẳng buồn, nhưng anh muốn em ở lại đây, anh không muốn mình phải xa nhau, như chẳng hẹn anh đang đâu ngay lúc này, anh chẳng cười cũng chẳng muốn nói như mấy đứa bạn của anh, nó bảo thôi chuyện gì cũng đã lỡ rồi, mày cứ yên tâm lát nữa nhậu với tao, rượu bia thì được gì đâu, rồi khói thuốc làm gì nhau, rồi buồn im lặng phía sau, khóc sướt mướt thì lòng đen đau, nhưng mà vẫn có chắc tương đầu vậy thôi, vẫn bối rối những tin nhắn cũ là em hẹn thề suốt đời bên tôi. Yêu nhau 3 tháng nhận được lại là toàn là nước mắt và nỗi niềm riêng, toàn là cay đắng bao nhiêu đêm vẫn không có nổi một nụ cười duyên. Em tìm người mới em bên ai, anh đã nói thương mình em thôi, thằng con trai thương một ai thì có ai đâu mà dám nói. Em không tin thì cứ đi đi, đừng phải lại nói câu xin lỗi, đừng bắt tôi phải yêu lần nữa vì tôi chỉ yêu một lần mà thôi. Anh không muốn là người hoàn hảo để đến bên em không đáng đo, nhưng một chữ tiền và một chữ nghèo rồi em bắt buộc phải theo nó. Có lẽ là nhà anh nghèo, nhưng anh nghèo không phải là cái tội, nhà anh nghèo vẫn kiếm được tiền chứ anh chưa bao giờ anh nói đói. Ba mẹ em cấm anh quen em nhưng em vẫn yêu anh đấy thôi, sao hôm nay em lại lật lòng bỏ mặt anh ở một mình góc tối. Nước mắt anh rơi trên mi dài, dòng tin nhắn anh gửi đêm đó mình chia tay nhau đi anh ơi, anh chẳng dám trả lời em câu đó. Anh chấp nhận là kẻ thua cuộc vì không có tiền chẳng là gì cả, vì nhà nghèo là một số phận chẳng ai muốn mình như vậy đâu mà. Đêm khi vắng vẫn còn mình anh lại lén than với rượu sầu, nước mắt anh chảy không ngừng rơi. Em bây giờ em ở đâu? Em trốn tránh luôn cuộc điện thoại, rồi em trốn tránh luôn cả tin nhắn, em trốn tránh đối diện với anh, rồi em với anh ba mẹ em mắng. Em là người mà anh thương nhất, không biết phải diễn tả như thế nào, chẳng biết viết vài dòng tâm sự của anh đặt chỗ nào để em thế vào. Anh chỉ là một thằng nghèo, đến với em không chút đắn đo, nhưng em lại bỏ anh ở đằng sau để em bước đi vui đùa với họ.